Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, một đám ma diễn ra ở xã Linh Sơn, huyện Đông Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Người mẹ nói rằng con trai bà đã đột ngột qua đời. Bà vội vàng khâm liệm mà không cho người ngoài vào, rồi vội vàng đem chôn. Tại sao bà lại làm như vậy? Liệu có gì uẩn khúc trong vụ việc này? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày 19 tháng 5, người dân xóm Cây Sơn bỗng dưng nghe thấy nhiều tiếng khóc ai oán nổi lên từ nhà bà Nguyễn Thị Bái. Chị Đặng Thị Loan, chị gái Quý, hớt hải chạy đến nhà ông trưởng xóm Đặng Văn Sinh khóc lóc và báo tin. Chú ơi, thằng Quý em cháu, đêm qua nó uống thuốc ngủ quyên sinh rồi. Và đề nghị ông Sinh báo tin cho người dân trong xóm biết đến giúp gia đình làm các thủ tục mai táng cho Quý. Khi họ kéo sang thì đã thấy cổ áo quan được đóng chặt nắp để ở giữa nhà. Xung quanh khói hương nghi ngút, mấy mẹ con bà Bái đang ngồi quanh kêu khóc vật vã. Mọi người hỏi chuyện khâm liệm, bà Bái không cho người ngoài xem mặt, phải cho ngay vào áo quan đóng chặt nắp. Trên bàn thờ một mâm cơm cúng tươm tất đặt bên tấm di ảnh. Không khó để nhận ra, người trong tấm di ảnh chính là Đặng Văn Quý, sinh năm 1989, con trai út của bà Bái. Tình làng nghĩa xóm, người dân trong bản nhanh chóng chia nhau đi làm các công việc hậu sự. Người thì gọi phường bát âm, kẻ lại lo dựng rạp và các công việc cỗ bàn. Bà Bái cũng giải thích với làng xóm rằng con mất do bệnh tật nên cần được chôn sớm. 16 giờ chiều hôm đó, quan tài Đặng Văn Quý được chôn dưới 3 tấc đất, còn vang vọng đâu đây chỉ là sự ái ngại của dân làng. Vì trước nay có một mình bà Bái sống với anh con út, nay nó lại ra đi quá trong vánh. Ngày 27 tháng 5, vào lúc mà bà con chòm xóm đã quên đi vụ uống thuốc ngủ quyên sinh của chàng trai Đặng Văn Quý, thì chuyện cô con dâu cả của bà Bái là chị Đặng Thị Ba cùng bà Đặng Thị Quy hàng xóm sau khi đi xem bói về kể lại khiến dư luận xôn xao. Ông thầy bói một mực khẳng định rằng gia đình chị Ba không có tang và người được cho là đã mất vẫn còn đang sống rất khỏe mạnh. Đồng thời thầy bói bảo chị Ba về nhà kiểm tra lại, nếu không phải vậy thầy sẽ bỏ nghề. Nghe thầy quả quyết như vậy, bà Quy về hỏi lại bà Bái. Ban đầu nghe bà Quy hỏi tới cậu con trai, bà Bái đã giống lên khóc lóc. Bà Quy khẳng định rằng Quý chưa mất và cá cược đào mộ Quý lên để kiểm tra. Nếu đúng Quý mất thật, bà Quy sẽ mất cho bà Bái 10 triệu đồng. Biết không thể giấu giếm sự thật, lúc này bà Bái mới thuật lại đầu đuôi sự việc Quý giả mất. Cũng theo lời ông trưởng thôn thuật lại, theo tục lệ địa phương, đám tang thường diễn ra 2-3 ngày. Nhưng riêng đám tang này chỉ vẹn vẹn trong một ngày. Có một điềm báo khác, trong lúc họ hàng người thân đang khóc lóc bên quan tài, mẹ cháu nhỏ từng bị anh Quý giở trò đồi bại ở nhà kế bên chạy lại dì tai ông rằng con chó đen nhà cháu không hiểu sao lại leo lên giường nằm ngủ những 2 lần dù bị xua đuổi. Không mê tín nhưng lời nói này khiến ông lóe lên một giả thiết bất ngờ. Sau đám tang, móc xích lại những điều bất thường, ông càng cảm thấy có điều gì đó là lạ. Ông tìm sang nhà bà Bái hỏi cho rõ trắng đen. Ban đầu bà Bái khẳng định con trai mình đã mất, tuy nhiên thái độ có vẻ khác thường. Tôi dọa nếu con bà không mất mà bà khai gian là vi phạm pháp luật và có thể chịu trách nhiệm hình sự. Nghe tới đây, bà Bái bật khóc nức nở, thừa nhận việc mình đã làm và xin tự thuật lại toàn bộ màn kịch của cậu con trai. Con trai bà ấy đã đi trốn ở nơi khác. Dẫn đến cơ sự này là do bà ấy quá thương con, thấy con sống khốn khổ, không cam lòng nên mới nghĩ ra cách đó. Dù rất thương hoàn cảnh mẹ con họ, nhưng tôi vẫn buộc phải báo cáo cấp trên, trưởng thôn thuật lại. Ngày 30 tháng 5, dưới sự giám sát của chính quyền xã, ngôi mộ mới đắp được chục ngày của Đặng Văn Quý đã được tổ chức khai quật. Khỏi nói sự việc này đã thu hút sự quan tâm của người dân xã Linh Sơn nhiều tới mức nào. Hàng trăm người đã tụ tập tại mảnh vườn nhà bà Bái để chứng kiến sự kiện từ thuở cho sinh mẹ đẻ họ mới thấy lần đầu tiên. Anh Hùng, xã đội trưởng xã Linh Sơn, cũng đồng thời là người trực tiếp dùng xà beng khai quật ngôi mộ kể. Ai được giao nhiệm vụ này cũng đều lắc đầu lẻ lưỡi, không dám làm. Một mình anh Hùng phải sắn tay vào làm, sao có thêm một số dân quân giúp sức. Người dân mỗi lúc một đông đúc, tất cả đều nín thở khi Hùng chạm đến cỗ quan tài. Khi nắp quan tài được vực nậy lên, nhiều người còn quay đi hoặc lấy tay che mắt không dám nhìn, nhiều người còn chạy rõ xa để tránh âm khí. Thế nhưng sau khi nắp quan tài bật mở, tất cả đều mắt chữ A mồm chữ O khi thấy trong quan tài không hề có một thi thể nào hết, thay vào đó là một tấm chăn bông bọc đầy xi măng cùng 2-3 bộ quần áo. Tại cơ quan chức năng, bà Bái trình báo, vào tháng trước khi xảy ra sự việc,
con trai bà là Đặng Văn Quý mãn hạn tù trở về nhà. Thời gian trong tù, Quý có xô xát với một bạn tù và được người này chăm sóc nuôi nấng. Đến khi ra trại, đàn em của đối tượng đó ở ngoài xã hội thường xuyên gọi điện tới nhà, bắt Quý phải đi làm để trả nợ cho chúng. Quý thấy công việc đó không bình thường nên kiên quyết không theo. Bọn xã hội đen vẫn không buông tha, chúng liên tục gọi điện dọa dẫm rằng oan đền nợ phải trả. Do quá bức bách, Quý đã 3 lần tự kết liễu, song bất thành. Thế rồi vào một ngày đầu tháng 5, Quý quỳ lạy mẹ xin cứu con. Bà bái bảo, mẹ suốt đời chỉ quanh quẩn sau lũy tre làng, thương mày lắm nhưng cũng chẳng nghĩ ra cách gì để cứu mày. Quý ghé tai mẹ thì thầm, chỉ còn cách mẹ làm đám ma cho con, coi như con đã mất, khi ấy chúng nó mới không quấy rầy. Nhiều ngày nghĩ đi nghĩ lại mà không ra được cách gì hay hơn, bà đành nhắm mắt làm theo, và thế là một đám ma y như thật đã được tổ chức. Tôi hỏi, thế từ bấy đến nay, Quý có về thăm bác lần nào không? Có anh ạ, thi thoảng nó vẫn về thăm tôi, khi thì vài giờ, cũng có khi ngủ lại nhà một hai đêm rồi lại đi, bà bảo. Ông Đặng Văn Sinh, trưởng xóm Cây Sơn cho biết, bà còn hứa trong 10 ngày tới sẽ trả lại cho gia đình trong xóm đã đóng góp giúp đỡ gia đình. Ông Sinh không đồng ý với việc làm cố tình lừa dối xóm, làng của bà bái. Ông Hoàng Văn Dương, trưởng công an xã Linh Sơn cho biết, việc anh Quý giả qua đời là có thật. Hiện chúng tôi tích cực vận động gia đình kêu gọi anh Quý về địa phương để làm rõ sự việc và tìm hướng giải quyết cho ổn thỏa. Theo ông Dương, bà bái phải diễn màn kịch trên là việc làm bần cùng bất đắc dĩ, mục đích chỉ bảo toàn tính mạng cho cậu con trai. Được biết, Quý là con út trong gia đình có hai anh chị em. Bố Quý đã mất khoảng 10 năm nay, người anh thứ ba của Quý hiện đang thụ lý án trong trại giam. Một người anh nữa mới mất vì căn bệnh thế kỷ. Về phần Quý, anh bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 36 tháng tù giam. Quý thụ lý án tại trại giam Phú Sơn, Thái Nguyên và vừa mãn hạn tù về nhà tháng 1. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện là đám tang giả để cứu con vẫn được người địa phương nhắc lại. Dù biết việc làm đó là không đúng, song nhiều người tỏ ra cảm thông với người mẹ vì bần cùng, bất đắc dĩ mới hành động như vậy để cứu con. Đây cũng là bài học cho nhiều thanh niên, hãy tu chí làm ăn, không sa đà vào tệ nạn, không vướng vào tù tội để gặp những tình huống trớ trêu như trên. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để chúng tôi có thể thông tin đến quý vị những tin tức mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại.